Hello, xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài 1 Phương pháp và kỹ năng học tập của môn khoa học tự nhiên. Với nội dung la mã một số kỹ năng tiến trình học tập môn khoa học tự nhiên. Mong rằng các em sẽ like kênh và chia sẻ đăng ký subscribe kênh của cô để kênh ngày càng lớn mạnh. Xin chân thành cảm ơn các em. Để áp dụng học tập môn khoa học tự nhiên được tốt thì chúng ta sẽ cần có các cái kỹ năng như sau. Một là kỹ năng quan sát và phân loại hai là kỹ năng liên kết, ba là kỹ năng đo và bốn là kỹ năng dự báo. Bằng những thông tin ở thông tin trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem mỗi một cái kỹ năng này sẽ có cái đặc điểm như thế nào. Với kỹ năng quan sát và phân loại, chúng ta nghe thấy cái từ là quan sát và phân loại, đúng không ạ? Quan sát và phân loại. Thì việc quan sát đó là kỹ năng chúng ta sử dụng một hoặc nhiều giác quan. Đây chúng ta quan tâm đến từ là là kỹ năng sử dụng một hoặc nhiều giác quan sử dụng một hoặc nhiều giác quan để làm gì? Để thu nhận thông tin, thu nhận thông tin về các đặc điểm kích thước, hình dạng, kết cấu, vị trí của các sự vật hiện tượng. Ví dụ như chúng ta nhìn ở trong cái bức tranh này chúng ta thấy có các cái ngọn lửa cháy rất là lớn, đó chính là hiện tượng cháy rừng ngọn lửa lớn này và trên này có rất nhiều cái cây bị thui trụi, đó chính là hiện tượng cháy rừng đúng không ạ? Bằng phương pháp chúng ta quan sát. Qua đến hình số 2, chúng ta quan sát thấy có cái cây này. Khu vực đất này thì nứt nẻ ra từng góc một, từng góc một nứt nẻ. Đây được chúng ta tỏ là ở khu vực này nó bị bị hạn hán, bị khô hanh lại có ánh nắng mặt trời đúng không ạ? Cho nên là nó đã bị nứt đất ra. Bằng cái phương pháp quan sát chúng ta có thể thấy các hiện tượng đó. Hay ví dụ ở hình C này là chúng ta nhìn thấy có có sấm xét sấm xét đó các hình tia xét này đấy thì xét bao giờ cũng đi liền với sấm đúng không ạ cộng với mưa mưa rất lớn như vậy là bằng cái phương pháp chúng ta quan sát để chúng ta có thể nhìn thấy được các cái hiện tượng trong thực tế và chúng ta cũng có thể phân loại luôn đây là các cái hiện tượng mà có thể có trong thực tế là à, các cái hiện tượng tự nhiên à, tự nhiên mà cháy nóng quá các cái hòn đá nó va vào nhau cũng có thể tạo ra lửa và cháy rừng hoặc cũng có thể là do không phải là do tự nhiên mà do con người đi qua hút một mẩu thuốc cũng có thể là rơi vào và cũng gây cháy rừng thế còn cái hiện tượng hạn hán và mưa to kéo dài thì chắc chắn nó là hiện tượng thật và thực tế của tự nhiên rồi đúng không ạ à, một số cái kỹ năng tiến trình học tập môn khoa học như là kỹ năng quan sát phân loại này thì chúng ta sẽ vừa tìm hiểu xong đó là cái kỹ năng quan sát là kỹ năng sử dụng một hoặc nhiều giác quan như là mắt tai mũi để thu nhận thông tin dụng cụ để chúng ta sử dụng để giúp cho chúng ta có thể là quan sát những vật đó được tốt hơn chắc chắn hơn ví dụ như dùng thước đo thước đo thì chúng ta sẽ đo được là cái độ chính xác hơn rồi ví dụ như đây là cái thước đo các bạn nhé sử dụng cái thước đo đó hay sử dụng kính hiển vi, lực kế. Đây, như bài trước là chúng ta sẽ sử dụng cái lực kế, đây là cái lực kế để chúng ta kéo cái cuốn sách này đi. Hay là để đo thời gian thì chúng ta phải sử dụng cái đồng hồ hiện số đo thời gian, đúng không ạ? Hay là chúng ta dùng dụng cụ để đo tốc độ của các phương tiện giao thông như là xe ô tô, xe máy gọi là cái tốc kế, tốc kế chúng ta dùng cái đồng hồ hiện số đo thời gian này kết hợp với các cái cổng quang và các cái mặt phẳng nghiêng này để đo đo được à, tốc độ trượt của một vật phẳng của một vật trên một cái mặt phẳng nghiêng như thế này hay chúng ta sử dụng các cái máy để đo dao động ký dao à, động máy đo dao động của cái âm thanh rồi các cái điện kế để đo để đo 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 độ lớn của pin hay là chiếc thước này để đo đo độ của một cái góc trong tam giác hay trong một cái hình nào đó rồi có thể sử dụng đến đó là chiếc la bàn nho nhỏ để chúng ta đo và xác định phương vị phương hướng đông tây nam bắc hay dùng cái nam châm để chúng ta xác định được là đâu là hướng nam đâu là hướng bắc và hướng của từ trường đó là chúng ta cần phải sử dụng rất nhiều các cái dụng thụ và các cái uh, dụng cụ này sẽ hỗ trợ cho các cái giác quan để giúp chúng ta quan sát phân tích được thu nhận được các thông tin ở góc độ chính xác nhất thế còn kỹ năng phân loại là cái gì kỹ năng phân loại là kỹ năng nhận biết đặc điểm tính chất đặc trưng phổ biến của sự vật hiện tượng theo danh mục và theo tính năng chúng ta có thể ví dụ đó là chúng ta nhận biết được đặc điểm của các cái sinh vật sinh sản vô tính bằng cách là chúng ta căn cứ là chúng không có đặc điểm không có khả năng sinh sản, không có khả năng sinh sản. Qua quan sát thực tế nhiều năm và nhiều đời của các cái sinh vật chúng ta sẽ nhìn thấy là ví dụ như là các cái cây một số cái loại cây mà không sinh sản bằng bằng hoa quả hạt ấy các em phải nhớ là không sinh sản bằng hoa quả hạt nhé chứ còn nếu mà nó sinh sản bằng và chúng lại sinh sản bằng thân cơ sinh sản bằng lá thân rễ tức là sinh sản bằng các cái bộ phận dinh dưỡng các em ạ Đấy, bộ phận dinh dưỡng bộ phận dinh dưỡng thì qua cái việc quan sát là chúng ta sẽ nhìn thấy các đặc điểm của những cái sinh vật mà không có khả năng sinh sản bằng hoa quả hạt mà sinh sản bằng lá thân rễ nó sẽ được xếp vào là sinh sản vô tính thế còn những cái sinh vật sinh sản hữu tính thì nó có khả năng sinh sản covid tắt có khả năng sinh sản nhờ hoa này, quả này và hạt này. Đó. Thế thì căn cứ vào các cái đặc điểm về sinh sản, người ta sẽ chia giới sinh vật ra thành hai loại, đó là sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. Thì đấy là là kỹ năng phân loại qua cái việc là chúng ta quan sát qua cái việc là căn cứ vào các đặc điểm hoặc tính chất đặc trưng như vậy là ở phần 1 chúng ta làm bật lên được đặc điểm đó là đặc điểm của kỹ năng quan sát và kỹ năng phân loại Đấy, kỹ năng quan sát và kỹ năng phân loại chúng ta sang phần 2 kỹ năng liên kết kỹ năng liên kết liên quan đến việc sử dụng các số liệu quan sát kết quả phân tích số liệu hoặc dựa vào những điều đã biết nhằm xác định được mối quan hệ mới của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên bản chất của nó là gì như vậy kỹ năng liên kết là gì là kỹ năng sử dụng các số liệu quan sát kết quả phân tích những điều đã biết nhằm xác định mối quan hệ mới ừ, quan trọng là xác định mối quan hệ mới Đúng không? chúng ta có một bài tập vận dụng như sau Ờ, chúng ta biết là cái vòng tuần hoàn của nước trên trái đất liên quan chặt chẽ đến tính chất của các cái chất thể như là nước này, rồi sự vận chuyển lưu chuyển của nước trong khí quyển và ảnh hưởng đến sự phân phối đặc điểm của hệ thống sinh thái động vật và thực vật. Thế thì bài tập của chúng ta đó là chúng ta kết nối những câu ở cột A với câu ở cột B. À mục đích của việc kết nối là chúng ta sẽ kết nối ý 1 với ý A B hay là C hai với a b hay c và tương tự như thế. Thế thì cái việc mà chúng ta kết nối được như này này thì đó chính là kỹ năng kết nối. Nếu chúng ta kết nối chuẩn. Vậy muốn kết nối chuẩn thì chúng ta phải phân tích được ý từ ở cột a và ý ở cột b. Sau đó chúng ta gắn kết vào câu nào dễ chúng ta làm trước và câu khó chúng ta làm sau. Sau đó có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Ở đây có 3 ý thì chúng ta sẽ lựa chọn ý ý nào dễ nhất, đúng không ạ? Nước được cấu tạo từ hai nguyên tố oxygen và hydrogen nước có. Nhân trái đất được cấu tạo chủ yếu từ hợp kim của sắt và niken, lựa chọn phân bón cho cây trồng. Bây chúng ta đọc tiếp này. Ví dụ như nước có, người ta cho rằng câu này nghe không hợp lý. Nước có dựa trên nhu cầu cũng không hợp lý. Nước có vai trò quan trọng như vậy chúng ta chọn luôn là một nối với C đúng không ạ? Một nối với C. Một nối với C. Thì chúng ta sẽ nối vào. Đó là kỹ năng liên kết các em nhé. Nhân của trái đất được cấu tạo chủ yếu từ hợp kim của sắt và niken, hợp kim của sắt và niken. Người ta cho rằng đây là chính là ý nguyên nhân tạo ra từ trường của trái đất. Người thì ý thứ hai chúng ta nối này. Chủ yếu từ hợp kim của sắt và niken dựa trên nhu cầu của cây trong thời kỳ sinh trưởng phát triển. Câu này ý B là không hợp lý, vậy chúng ta chọn là ý ý A. Đó, chúng ta nối hai với A và còn lại là ý B với 3. Như vậy nếu như đi thi thì chúng ta làm như thế nào? Một là chúng ta nối vào cột. Khi mà vào bài thi thì chúng ta nối một là theo cái bảng đó, hai là chúng ta trình bày em kết nối một với C, 2 với A, 3 với B. Hoặc cách trình bày thứ hai là chúng ta có thể kết nối chúng ta ghi là một với C, 2 với A và 3 với B. Đó. Khi chúng ta trình bày như thế này thì các bạn cũng sẽ được điểm tối đa. À, khi chúng ta làm các thí nghiệm ví dụ là nghiệm niệm đo lực ma sát trượt của cái miếng gỗ có diện tích như này giờ trước ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ là lực kế. Để đo các cái hàm lượng các cái chất thì chúng ta sẽ dùng các cái bình tam giác, bình tròn, ống đong để chia độ. Để đo tốc độ của các phương tiện giao thông như ô tô xe máy thì chúng ta có tốc kế. Để đo tốc độ của cái vật trượt trên mặt phẳng nghiêng thì người ta sẽ dùng đồng hồ hiện số đo thời gian. Để đo độ lớn của âm thanh giao thoa của micro thì người ta sẽ dùng máy dao động ký để người ta đo được cái độ lớn này độ lên xuống này. Đó. Rồi để đo góc của một cái hình nào đó hay là đo độ dài thì chúng ta sẽ dùng cái thước để đo góc rồi những thước cái thước để đo độ dài đúng không ạ cái thước để đo độ dài của các cái vật thước dài thước cuộn thước mét rồi để xác định phương hướng thì chúng ta sẽ dùng cái kim à, dùng dùng cái la bàn vậy kỹ năng đo là gì kỹ năng đo là trong các thí nghiệm thì chúng ta cần độ chính xác cao Vậy nên ta cần sử dụng các dụng cụ đo như khối lượng thì dùng cân, độ dài dùng thước, độ lớn của các lực thì chúng ta dùng lực kế. Muốn đo nhiệt độ của nước của rượu chúng ta dùng nhiệt kế. À, thời gian thì chúng ta dùng đồng hồ. Muốn đo âm thanh thì chúng ta dùng máy đo giao thoa, vân vân. Thế vào để có cái kỹ năng đo được hình thành và phát triển thì chúng ta đã học ở lớp 6. Việc đo thường được thực hiện theo đúng 4 bước. Bước 1 là ước lượng khối lượng để chọn dụng cụ đo. Bước 2 là thực hiện phép đo và ghi kết quả, xử lý số liệu. Bước 3 nhận xét độ chính xác và bước 4 chúng ta phân tích kết quả thảo luận của kết quả thí nghiệm đã nghiên cứu được. Chúng ta có một bài tập là đo và xác định khối lượng chuẩn bị cân điện tử, tiến hành đo khối lượng cuốn sách khoa học tự nhiên bằng cân điện tử, thảo luận nhóm, hoàn thành bảng mẫu và thực hiện sau. Ví dụ như phép đo của cân. Kết quả thu được là bao nhiêu gam, nhận xét và đánh giá kết quả. Lần 1 chẳng hạn chúng ta đo được là 30 g thì chúng ta ghi vào đây. Lần 2 là 30 g, lần 3 30 g thì kết quả là chính xác. Còn lần 1 30 g, lần 2 31 g, lần 3 32 g thì chúng ta lại phải tính kết quả trung bình. Hoặc là hoặc là chúng ta xem lại cái phép đo của mình đã chính xác chưa. 4 là kỹ năng dự báo là cái kỹ năng mà chúng ta dự đoán được trước một vấn đề sẽ xảy ra dựa trên kiến thức đã học nhưng mà nó phải xảy ra đúng mà nhiều lần dự đoán đúng thì gọi là kỹ năng dự báo. Ví dụ như dự đoán trước được bão Iagi vào ngày 18 8 đến 14 tháng 9 năm 2024 xảy ra ở tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, vân vân. Hay các nhà dự nhà nha khí tượng ấy dự báo thời tiết đúng không ạ? Họ dự báo rất là chuẩn. Chúng ta có bài tập vận dụng. Quan sát vào cái hình 1.3 sơ đồ tỷ lệ phát thải khí của nhà kính từ các nguyên nhân khác nhau. Bài tập của chúng ta là khí carbon dioxide, carbon dioxide là nguyên nhân chính gây ra sự ấm lên của trái đất do hiệu ứng nhà kính. Qua hình 1.3 và cho biết nguyên nhân nào làm phát thải khí nhà kính nhiều nhất. Hãy tìm hiểu và đề xuất biện pháp giảm sự phát thải khí carbonic từ nguồn này. Đây chúng ta thấy là cái ở đây có hai ý, ý thứ nhất đó là nguyên nhân là phát thải khí nhà kính và ý thứ hai là đề xuất biện pháp giảm sự thải khí carbonic đúng không ạ? Nhìn vào đây chúng ta thấy này, có 1 2 3 4 5 6, 6 màu. 6 màu tức là 6 nguyên nhân. 6 nguyên nhân và mỗi một loại nguyên nhân sẽ có một cái tỷ lệ phần trăm khác nhau. Nguyên nhân thứ nhất đó là các nguồn năng lượng khác 10% hai là sản xuất điện và nhiệt 25%, ba là khai thác rừng và các hoạt động khác trên mặt đất 24%, bốn là xây dựng 6%, năm là giao thông 14%, sáu là sản xuất công nghiệp 21%. So sánh các tỷ lệ này, 10%, 21%, 14, 6, 24, 25 thì 25% là lớn nhất đó là sản xuất điện và nhiệt. Đây chính là nguyên nhân làm phát thải khí nhà kính nhiều nhất? Vậy là chúng ta sẽ có câu trả lời đánh dấu sao. Nguyên nhân làm phát thải kính nhiều nhất là do sản xuất điện và nhiệt chiếm 25%. Ý thứ hai của chúng ta đó là tìm hiểu và đề xuất các cái biện pháp để giảm sự phát thải khí carbonic dioxide từ cái nguồn này. Vậy thì có cái khí carbonic này này nó chỉ được mất đi khi mà chúng ta có cái máy để thu khí đó trong các cái nhà máy sản xuất điện. Hoặc thứ hai đó là chúng ta phải trồng nhiều cây xanh trong nhà máy sản xuất điện. Đây là hai cái biện pháp mà chúng ta có thể đề ra được. Ngoài ra các em có thể tìm thêm các biện pháp khác. Câu 2. Tìm hiểu thông tin trên sách giáo khoa, sách báo, internet về nhiệt độ trung bình toàn cầu của trái đất trong khoảng 100 năm qua và suy luận về nhiệt độ của trái đất tăng hay giảm trong vòng 10 năm tới. Theo thống kê thì nhiệt độ trung bình toàn cầu của trái đất chúng ta trong khoảng 100 năm qua là tăng cao hơn so với trước đây. Tức là nóng lên, có con số cụ thể các bạn nhé, các bạn sẽ lấy cái con số cụ thể. Từ đó em có suy luận về nhiệt độ của trái đất sẽ tăng lên trong vòng 10 năm tới. Thế nên là cô gợi ý như thế còn các em sẽ phải điền cái con số cụ thể vào đây là tăng cao hơn trước. Đó, tức là trái đất nóng lên thì nó là bao nhiêu độ thì chúng ta phải điền cái cái thông số là độ C vào đó nhé ở trong vòng 100 năm thì nó tăng được bao nhiêu độ C. Đấy, các em đây là bài tập của các em nhé Như vậy nói tóm lại là chúng ta có bốn cái biện pháp bốn cái phương pháp đó là phương pháp quan sát rồi phân loại, quan sát phân loại, đúng không ạ? Phần phương pháp thứ hai đó là phương pháp liên kết. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp đo và phương pháp cuối cùng đó là phương pháp dự đoán dự đoán cảm ơn các em đã theo dõi chúc các em học tập tốt nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh của cô để kênh của cô càng ngày càng lớn mạnh à, có comment và đóng góp ý kiến riêng để cô có thể thay đổi sửa chữa à, cũng như là có cái chất lượng à, cho bài giảng ngày càng tốt hơn xin chân thành cảm ơn các em